Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 25 tháng 10 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam kêu gọi trả tự do cho các thành viên nhóm báo sạch. Một người ở Quảng Ngãi bị bắt với cáo buộc đưa tin Covid-19 giả, nói xấu lãnh tụ. Nói kiều bào đừng có mắc mưu tụi này, một ông ở Vũng Tàu bị bắt. Bộ trưởng Công an chống lực lượng công an gia tăng trong đại dịch. Hàng ngàn người dân miền Trung phải sơ tán, một người chết do mưa lũ. Ngày 25 tháng 10, Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam, cơ quan chủ quản của hai tờ báo Luật Khoa Tạp chí và The Vietnamese ra tuyên bố yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các thành viên của nhóm báo sạch. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các thành viên của nhóm báo sạch sẽ bị xét xử vào ngày mai 26 tháng 10 bởi Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, Cần Thơ. Trong tuyên bố trên, Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam cho rằng việc bắt giam các thành viên của nhóm báo sạch là hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do kinh doanh. Tổ chức này cũng chỉ trích việc chính quyền sử dụng Điều 331 của Bộ Luật Hình sự để truy tố các thành viên của nhóm báo sạch là tùy tiện, bởi tội danh được quy định bởi điều luật này có tính mơ hồ, không rõ định nghĩa. Việc truy tố nhóm báo sạch, theo Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam, là mối đe dọa chung cho toàn xã hội. Do vậy, tổ chức này cũng kêu gọi giới báo chí và công chúng lên tiếng bảo vệ các thành viên của nhóm báo sạch. Ông Trịnh Hữu Long, đồng giám đốc của Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam, cho AFP biết thêm về việc ra tuyên bố trên. Nhóm báo sạch tôi nghĩ rằng là một cái nhóm mới ra đời và đạt được một cái thành công rất là lớn trong những hoạt động truyền thông báo chí. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái môi trường báo chí tự do thì sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều nhóm như nhóm báo sạch ra đời. Vì thế cho nên đó là đối với tôi cái việc mà bắt bớ các thành viên của nhóm báo sạch dẫn đến việc là đóng cửa cái tờ báo này thì tôi cho rằng đó là một cái việc vi phạm vô cùng nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của nhóm báo sạch. Tôi nghĩ rằng đó là cái điều luật mà được dùng để cáo buộc và sắp tới sẽ được dùng để kết án nhóm báo sạch cũng là một cái điều luật hoàn toàn phi lý, bởi vì nó nói rằng đó là những ai mà lợi dụng các quyền tự do dân chủ thì sẽ bị kết án. Luật pháp được sinh ra để làm rõ cái lằn ranh giữa cái gì được làm và cái gì không được làm, hay nói cách khác là phải làm rõ cái giới hạn của tự do, cái gì là tự do thì người ta được phép làm, không thể nào có chuyện lợi dụng được. Vì thế cho nên bản thân cái điều luật này, từ cái tên gọi trên đọc của nó và từ cái nội dung của nó, đó là một cái điều mà hoàn toàn phi lý. Các thành viên của nhóm báo sạch bao gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước Trung Bảo và Lê Thế Thắng. Trong đó chỉ một mình ông Lê Thế Thắng là đang được tại ngoại, bốn người còn lại đều đã bị bắt giam. Công an tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 24 tháng 10 tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Văn Quân, 32 tuổi, với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mạng báo Quảng Ngãi loan tin trong cùng ngày, dẫn nguồn từ cơ quan an ninh điều tra. Theo đó, ông Lê Văn Quân, ngụ ở thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng những bài viết với nội dung bị cho là chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, bôi nhọ danh dự, uy tín của ông Hồ Chí Minh và những lãnh đạo cấp cao khác. Cũng theo cơ quan an ninh điều tra tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Văn Quân còn tham gia nhiều hội nhóm bị cho là phản động trên Facebook, trong đó có liên lạc với ông Lê Văn Thương, người tham gia tổ chức Triều Đại Việt ở nước ngoài và đang phải chạy sang Thái Lan để trốn truy nã của Công an Việt Nam. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm 21 tháng 10 bắt tạm giam ông Nguyễn Thiên Nghĩa, 50 tuổi, với cáo buộc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam. Một trong những việc làm của ông này, theo Công an thành phố Vũng Tàu, là đăng tải trên Facebook cá nhân Nguyễn Nghĩa Thiên dòng trạng thái. Xin trích nguyên văn. Ứa gan, chỉ mong kiều bào đừng có mắc mưu tụi này. Nó chỉ xạo mại hơi,
rồi từ từ giả điên xin tiền thôi. Hết trích. Trang web Công an Bà Rịa Vũng Tàu dẫn thông tin từ kết quả điều tra quy kết. Trong thời gian tháng 7 năm 2021, ông Nghĩa đã dùng tài khoản mạng xã hội viết và đăng hàng chục bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch bệnh của nhà nước Việt Nam. Bà Nguyễn Ngọc Ánh, vợ ông Nguyễn Thiên Nghĩa, nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do về việc bắt chồng bà như sau. Em thì em thấy anh không có đưa thông tin gì xuyên tạc hết trơn, anh cũng đâu có ý định là anh sẽ post cái những cái đó lên mà để làm cho là rối lên hoặc là làm cho kích động người khác mà đi biểu tình hay là làm cái gì đâu. Thì cái chuyện mà nhà nước chống dịch thì là ai cũng biết rồi. Em không biết nói gì sao nữa, nhưng mà em thấy là chồng em không có làm gì sai hết, không có gì đáng để mà người ta tới nhà và người ta bắt và người ta bắt bớ và người ta làm những cái gì, những cái chuyện đó với chồng em hết. Ông Nguyễn Thiên Nghĩa là người thứ 6 tại Việt Nam bị bắt tạm giam về các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia chỉ trong tháng 10 năm 2021, sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành gỡ bỏ những biện pháp phong tỏa. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm hôm 23 tháng 10 trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Qua đó cho thấy, tình trạng gia tăng các vụ việc chống người thi hành công vụ, nhất là lực lượng công an giữa đại dịch COVID-19. Theo mạng báo Zing, báo cáo của Chính phủ cho thấy, các vụ việc chống lực lượng thực hiện công tác phòng chống COVID-19 chiếm gần 23% số vụ chống người thi hành công vụ. Số vụ chống lại lực lượng công an chiếm gần 70%, làm 9 người chết, 204 người bị thương. Nhận định của Chính phủ cho rằng, điều này phản ánh sự coi thường pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là trong thời điểm giãn cách xã hội. Bộ trưởng Công an khẳng định, từ đầu năm 2021 đến nay, hầu hết các loại tội phạm đều giảm do việc thực hiện giãn cách xã hội đã làm hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm lại có xu hướng gia tăng như chống người thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tung tin giả, kinh doanh đa cấp qua mạng Internet, các hành vi lợi dụng các chính sách phòng chống dịch để trục lợi. Ông Tô Lâm cũng dự báo trong thời gian tới, những người mà nhà nước cho là các thế lực thù địch phản động sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm chống phá đất nước. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lũ và sạt lở đất ở miền Trung những ngày qua đã khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán, một người thiệt mạng và ba người mất tích ở Quảng Ngãi. Tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài những ngày cuối tuần qua gây ngập lụt nhiều nơi, khiến 5.373 nhà bị ngập và hơn 2.500 người dân phải sơ tán. Tại Quảng Ngãi, báo cáo của địa phương cho biết khoảng 346 ha rau màu, hơn 162 ha lúa, ngô bị thiệt hại, 11 tấn lương thực bị ướt, 2.811 con gia súc, gia cầm bị chết. Quảng Ngãi đã phải sơ tán ít nhất 4.500 người vào cuối tuần qua. Dự báo, từ ngày 26 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.